chào tất cả các bạn. Đây là một cái góc mai khủng, có thể nói là góc mai này là từ trước tới giờ mình mới thấy này. Góc mai này đặt tại Roshan 3 ở Tuy Hòa, Phú Yên. Quá đẹp luôn. Cái góc quá to rồi. Nhưng mà theo mình thì cái mai này nở sớm hơn Tết rồi. Mai này nở trong dịp Tết là đi bài luôn. Bên ngoài vẫn còn hoa rất nhiều. Bông đẹp quá, bông nó nhỏ. Đây là mai rừng này các bạn. Đây là mai rừng, nó bông nó nhỏ hơn cái mai mai nhà này. Nhỏ hơn. Dự án Roshan 3 được triển khai và xây dựng rất là nhanh. Này là mình chắc là bàn tay mình chắc là phải hai bàn tay ôm không hết.